Dạ vâng, em Hùng xin chào tất cả bác và tất cả anh em. Thì hôm nay bên em lên cho các bác một bộ âm thanh VIP đến từ hãng Bose. Đấy. Và như thông báo cái video vừa rồi thì bên em về một bộ âm ly, lo và sub Bose. Thì ở đây thì bên em sẽ giới thiệu cho các bác về nguyên bộ combo này. Thì âm ly là âm ly BLS1210 của hãng Bose, và loa là loa tay Bose 121 và sub Bose là sub 505 VKB. Thì về cái quay sub này thì nó không có đồng bộ với là cái bộ âm ly và loa này nha bác nha. Thì các bác nào chơi nghiêng bộ thì các bác lấy về thì ghép thêm một cái âm ly nữa, cũng giống như như con này hoặc là những cái con âm ly khác, thì nó sẽ ra cái quay sub để sẽ đánh được quay sub này. Thì cái âm ly này thì công suất nó hơi bé, thì công suất của âm ly này thì nó 85W, chỉ đủ để đánh cái lò tay này nha bác nha. Còn với cái sub này thì chiếc sub nó có công suất lên là 100W, nên là nó hơi bị thiếu công suất và đánh nó sẽ không có lực cay. Các bác mua lẻ thì em bán lẻ nha, các bác mua nguyên bộ thì em bán nguyên bộ, còn các bác mua sub riêng hay mua nguyên bộ này riêng thì em bán riêng hết. Nói chung là các bác muốn mua lẻ từng món thì em sẽ bán từng món, ngoài các bác nguyên bộ thì em bán nguyên bộ. Về âm ly á, thì bên em tiến về cho các bác là hàng đẹp keo long lanh luôn nha bác nha, hàng cực đẹp luôn. Đây các bác nhìn thấy đây. Đấy, nó đẹp long lanh như thế này. Ở đây là dưới chân nha, dưới bụng nó này. Đấy, được mã đồng, cực kỳ là đẹp luôn. Nói chung là không có một cái vết xước nào, không có một điểm trừ nào, cực kỳ là đẹp nha bác. Đấy. Con này thì hoạt động ở mọi thứ ok, chỉ có việc là cái phần mạch đọc của cái phần CD ấy, thì nó không có đọc được đĩa. Đấy, cơ đĩa ra vào thì vẫn hoạt động bình thường nha bác nha, nhưng mà khi mà nhấn vào để đọc đĩa thì nó không có hoạt động, thì khả năng là mạch đọc nó bị lỗi nên là không đọc được đĩa nha bác. Còn tất cả mọi thứ là đường AUX vào thì vẫn hoạt động bình thường, các bác mở nhạc thì vẫn bình thường nha bác nha. Cắm vào đường line đằng sau thì nó vẫn sẽ hát bình thường. Nói chung là chỉ có một vấn đề là đọc đĩa không được, thì cái này thì các bác mua thì các bác về khắc phục thì ok. Đó. Còn các bác nếu không chơi đĩa thì các bác chơi phần line AUX thì vẫn bình thường nha. Đấy, thì giá thì em sẽ để tốt cho tất cả bác. Vâng, và đây là cái đôi lo tay Bose 121. Bên em tiến về hàng thì đẹp long lanh luôn nha bác nha. Bác nhìn cái cành nó này, logo Bose đầy đủ, và tất cả các assembly nó gọi là cực kỳ là đẹp luôn nha bác nha, cực kỳ là đẹp. Đó, không có bong tróc hay là sức mẻ gì nha, rất đẹp luôn. Ở trong là bộ này thì tiếng về cho các bác là đẹp long lanh. Đấy, lo nó đây, tiếng lo, găng lo là còn zin nguyên bản hết nha bác nha. Phía trước vẫn còn mút chống bụi nha. Là lỗ thông hơi nha bác nha. Logo Bose. Tháo cành cho bác xem tiếng lo. Rồi, ok nha bác. Đấy, trên cái nấm bốt, dòng lo bốt như thế này thì nó đều có in nổi cái chữ bốt nha. Đấy, quá đẹp luôn nha bác. Còn cái sub đây, sub thì nó cực kỳ là đẹp luôn, long lanh luôn nha. Logo bốt. Đấy. Với cái bộ này thì đặc điểm của nó là nó được thiết kế phủ một lớp simili gỗ nu. Đấy, văn gỗ nu nên là nó rất là đẹp nha bác. Đấy, được thiết kế chung với những dòng như là Bose 3 số 3 hay Bose số 4. Đấy, đây là lỗ thông hơi của sub. Đấy, các bác nhìn là quá ok luôn nha.
cực kỳ đẹp. Các bác nào muốn mua cái bộ này về nghe nhạc phòng ngủ trưng bày rất là ok luôn. Vâng, giá cho cả bộ này là 17 triệu nha bác nhá. Giá cho cả bộ là 17 triệu. Đấy, còn các bác mua lẻ thì em sẽ báo giá lẻ từng món cho các bác nha. Còn bác nào lấy nguyên bộ như thế này là 17 triệu. Đấy. Quá đẹp luôn. Đây, này ngồi đằng sau nha bác. Đằng sau, chạm lo thì nó chạm lo cực kỳ chất lượng nha. Chạm lo đồng, nguyên chất nha. Đấy, quá đẹp luôn nha. Bên này cũng thế nha bác nha. Ở đây cũng vậy, các jack của nó đều mạ vàng hết, mạ đồng hết. Đây nè, súp cũng vậy nha. Rất là mới luôn bác. Góc cạnh nó này, quá đẹp, long lanh. Rồi thì các bác nào có nhu cầu lựa chọn cho mình bộ sản phẩm như thế này thì liên hệ cho Quốc Hùng qua số điện thoại trên tấm biển màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video sau nha.